Nhã Phương xác nhận, cưới Trường Giang vào tháng 9. Diễn viên tuổi thanh xuân, xác nhận, sẽ tổ chức đám cưới với Trường Giang. Vào tháng 9, lễ đính hôn của họ diễn ra vài ngày tới, tức cuối tháng 8. Sau thời gian im lặng, trước thông tin lên xe hoa, phía Nhã Phương chính thức xác nhận với báo chí chiều ngày 20 tháng 8 rằng cô và Trường Giang sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 9. Cả hai sẽ làm lễ đính hôn cuối tháng 8. Giải thích lý do, chọn cách im lặng, giữa tin mang bầu, và kết hôn những ngày qua. Đại diện truyền thông của Nhã Phương cho biết, vì Nhã Phương có lịch quay ở tỉnh trong mấy tuần qua, nên chúng tôi chưa thể sắp xếp. Để có câu trả lời chính xác, hôm nay ngày 20 tháng 8, chúng tôi xác nhận Nhã Phương và Trường Giang đang chuẩn bị cho tiệc cưới và lễ đính hôn. Những thông tin cụ thể về hôn lễ, phía Nhã Phương chưa muốn công bố cụ thể. Tuy nhiên cô mong muốn nhận được sự yêu thương và lời chúc phúc của mọi người với ngày trọng đại trong đời. Nhã Phương cũng gửi lời cảm ơn với tình cảm và sự quan tâm của khán giả trong thời gian qua. Trước chia sẻ của Nhã Phương, chúng tôi liên lạc với Trường Giang. Tuy nhiên, nam diễn viên Hải từ chối trả lời. Tôi không biết gì. Tôi đang quay phim. Hãy liên hệ với người quản lý của tôi. Anh nói. Phóng viên tiếp tục, liên lạc với anh trai Quang Vũ, cũng là người phát ngôn của Trường Giang. Anh cũng có câu trả lời tương tự em trai. Anh nói thêm, tôi không biết gì cả. Hãy gọi hỏi Nhã Phương. Phản hồi về phản ứng, không biết gì, từ phía nam diễn viên Hải Trường Giang. Người quản lý truyền thông của sao phim, ngày ấy mình đã yêu cho hay, đây là thông tin đã được Nhã Phương đồng ý chia sẻ. Phản hồi của phía mười khó, họ không có ý kiến. Trường Giang và Nhã Phương bắt đầu hẹn hò sau khi đóng chung phim 49 ngày yêu. Sau 3 năm yêu, cả hai nhiều lần vướng tin chia tay. Tình yêu của cặp đôi gặp nhiều sóng gió vì tính đào hoa của Trường Giang. Song bỏ qua tất cả, Nhã Phương vẫn quyết định gắn bó bên danh hài xứ Quảng. Trường Giang từng bị Quế Vân, nam em bức xúc tố lăng nhăng. Anh gieo yêu thương cho họ, nhưng lại rũ bỏ phũ phàng. Sau những lỗi lầm, nam diễn viên Hải đã thú nhận hối hận vì những gì gây nên cho bạn gái. Anh cho rằng, Nhã Phương quá tốt, quá tử tế nên anh càng hư. Anh thừa nhận, nếu không đối xử tốt với Nhã Phương, sẽ là sự hối tiếc nhất cuộc đời mình. Nhã Phương và Trường Giang đã đặt tiệc may trang phục cưới. Theo một nguồn tin, Nhã Phương và Trường Giang đã ấn định ngày đến hôn cũng như lễ cưới. Theo nguồn tin, Nhã Phương và Trường Giang sẽ tổ chức tiệc đính hôn ở Đà Nẵng vào ngày 24 tháng 8, sau đó lễ cưới diễn vào tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, cặp đôi đang may trang phục cưới và đặt tiệc hôn lễ, tuy nhiên vì Nhã Phương bận rộn quay phim với ekip của đạo diễn Đức Thịnh ở Ninh Bình nên mọi công tác chuẩn bị cho ngày trọng đại chủ yếu do Trường Giang lo liệu. Hiện tại, phía Trường Giang và Nhã Phương đều không xác nhận thông tin này. Nam nghệ sĩ cũng muốn giữ bí mật cho đến gần ngày cưới mới công bố. Đầu tháng 8, thông tin Nhã Phương và Trường Giang sắp làm đám cưới lan truyền trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, Nhã Phương cũng bị nghi mang bầu 3 tháng nên đã rút khỏi dự án phim Hậu Duệ Mặt Trời bản Việt. Tuy nhiên, gia đình nữ diễn viên phủ nhận. Nhã Phương và Trường Giang chính thức công khai tình cảm vào tháng 4 năm 2016. Họ bắt đầu xuất hiện bên nhau trong các sự kiện, công việc và gia đình. Hơn 2 năm bên nhau, Nhã Phương và Trường Giang nhiều lần vướng nghi vấn chia tay sau những lần nam diễn viên vướng second hand hẹn hò cùng một số người đẹp. Trước đó, hồi đầu năm, Trường Giang từng gây xôn xao vì cầu hôn Nhã Phương trên sân khấu lễ trao giải Mai Vàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Chuyện đời rớt nước mắt của Mai Phương, nữ diễn viên thiếu may mắn. Trước thông tin, diễn viên Mai Phương đang mắc bệnh ung thư công chứng xót xa, nhìn lại cuộc đời đầy truân chuyên của nữ diễn viên này. Thông tin diễn viên Mai Phương đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối, hiện tại cô đang nằm tại bệnh viện 175 được chia sẻ tối ngày 18 tháng 8, khiến bạn bè, người hâm mộ vô cùng hoang mang. Nghệ sĩ Minh Huy viết trên trang Facebook, số mày khổ, thật sự quá khổ, cuộc đời này thực sự chưa bao giờ mỉm cười với mày, cày ngày cày đêm mà vẫn cứ lận đận thế này. Còn nhớ, ngày xưa, hai đứa đi tập rồi chở nhau đi múa trên cái xe cà tàng, mà gái lùn nên show không được nhiều như mấy bạn cao. Vậy mà, mày cố gắng gấp đôi người ta, bả bên trường múa mà chuyển qua nhảy hiện đại, bả cũng tập ngày tập đêm để được đi diễn với nhóm chính. Vừa múa vừa kiếm tiền học thêm với lớp diễn viên, xong cái nó đi hát nhóm,
chắc nhóm nữ Candy không ai biết vì thời đó Internet không phát triển như bây giờ. Tao còn nhớ qua dựng bài cho nhóm mày tập, đùng đùng vậy mà vui, cứ chê mày cho cố, chứ thiệt tâm thương mày lắm. Nhóm mấy bánh mèo nay không gặp chuyện này thì cũng gặp chuyện khác, mày lại tự bơi với showbiz, ca hát, diễn kịch, đóng phim, MC, gì kêu mày cũng nhận, xa mấy cũng đi, cứ làm ra tiền là cày hết sức. Mấy show đi Đắk Lắk, Cà Mau, Sa Lắk, người ta đi máy bay cho đỡ mệt, chứ mày có chiếc Morgan mà mày chạy tới hết, để cho tiết kiệm chi phí. Được chút tiền thì cho má mua máy in cho nhà làm tiệm dán đời can. Ngày mày có em bé, tao cũng cản hỏi là có đáng hay không, mày vẫn chấp nhận hết điều tiếng để con được thành hình. Trốn tránh báo chí, thậm chí phải thuê nhà, không dám ở nhà cha mẹ vì sợ bị chửi. Cứ thấy mày cày như trâu vậy mà thương cô gái bé bỏng của tao quá. Cứ nhắc đến mày, tao chỉ muốn rớt nước mắt thôi. Nhưng nói gì thì nói, nhớ lời tao dặn, có khóc thì nghịch cảnh cũng đến rồi, phải lạc quan yêu đời thì mới đẩy lùi bệnh tật được. Khóc nốt đêm nay thôi, mai phải thật mạnh mẽ để chiến đấu, vì còn La Vi, còn gia đình mày và còn bạn bè, mọi người luôn ở bên mày. Thương mày lắm, bé đậu của tao, mạnh mẽ lên. Xót thương trút số phận của bạn mình, nghệ sĩ Minh Huy cũng hé lộ cuộc đời nhiều truân duyên, sóng gió của Mai Phương. Ở tuổi 33, chẳng mấy khi thấy Mai Phương lên tiếng kể lể quá nhiều về chuyện mình. Nhưng những người trong nghề ai nấy đều phải cảm phục trước sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của cô sau rất nhiều thử thách. Từ diễn viên đăng lên đến mẹ đơn thân chỉ có 1 triệu mỗi tháng trong thai kỳ. Mai Phương bén duyên với nghệ thuật từ năm 10 tuổi, với vai trò là thành viên đội kịch Tuổi Ngọc. Về sau, cô tốt nghiệp khoa kịch nói của trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, rồi đầu quân cho sân khấu kịch Phú Nhuận. Sau đó, nữ diễn viên bắt đầu thử sức với nghiệp diễn bằng loạt diễn viên phụ trong các bộ phim Mộng Phù Du, Hương Phù Sa, Nhóm Cao Cao. Trai nhảy của đạo diễn Lê Hoàng chính là cột mốc đầu tiên Mai Phương được xuất hiện trước công chúng với vai nữ chính. Sau đó, Mai Phương tiếp tục xuất hiện trong những Thiên Thần Áo Trắng cùng Miju, Nhã Phương, Nam Cường. Thế nhưng, khi sự nghiệp đang lên đà phát triển, Mai Phương bất ngờ chia sẻ có thai một em bé gái và tạm ngưng hoạt động nghệ thuật. Danh tánh cha đứa bé sau này cũng là một đề tài được dân mạng xôn xao bàn tán. Sau này công chúng mới biết được người đó là ca sĩ Phùng Ngọc Huy, nhưng thay vì ở bên cạnh chăm sóc hai mẹ con, nam ca sĩ sang nước ngoài định cư và phát triển sự nghiệp. Từ trước đến nay, Mai Phương vẫn được yêu mến bởi gương mặt tạo được thiện cảm, trong sáng, luôn mỉm cười và lạc quan. Thế nhưng chẳng ai biết được phía sau đó lại chất chứa nhiều suy tư và cả một khoảng trời đầy cay đắng. Ở ngưỡng 30 tuổi, cô đã tự mình quyết định việc giữ lại đứa bé, sinh con mà không cho gia đình hay biết. Mai Phương đã dọn ra ngoài ở riêng, có những tháng trong thai kỳ chỉ có vỏn vẹn trong túi 1 triệu đồng. Thời điểm đó lẽ ra bên cạnh Mai Phương phải có một người đàn ông quan tâm chăm sóc. Thế nhưng không, một mình nữ diễn viên đã tự vượt qua. Suốt 4 năm sau đó, Mai Phương vẫn một mình nuôi con, cho đến ngày được gia đình chấp nhận đưa cô gái về chăm sóc. Mắc bệnh ung thư nhưng không chia sẻ, một mình chịu đựng. Thông tin diễn viên Mai Phương đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối, hiện tại cô đang nằm tại bệnh viện 175, được chia sẻ tối ngày 18 tháng 8, khiến bạn bè, người hâm mộ vô cùng hoang mang. Thế nhưng việc Mai Phương bị bệnh, bạn bè đã nắm từ khá lâu, song nữ diễn viên không muốn để quá nhiều người hay biết. Biết tên em bệnh bữa giờ rồi, nhưng không ngờ nó lại chuyển biến nhanh đến như vậy. Mới cách đây vài hôm em còn làm khách mời trong chương trình của anh. Nhìn em mệt mỏi, nhưng phải ráng gượng cười để quay, thương em lắm, nhưng cũng không dám nói gì nhiều vì sợ sẽ làm tinh thần em thêm dao động. Nay biết tin em đã nhập viện vì ung thư phổi giai đoạn cuối mà lòng không khỏi bàng hoàng, cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em, nghệ sĩ Đại Nghĩa viết trên trang cá nhân của mình về bệnh tình của người em. Cuộc sống quân từ khi tạm ngưng nghệ thuật để chăm lo cho con gái nhỏ vốn đã kín tiếng, thế nhưng chẳng ai hay biết một mình cô lại đang phải tiếp tục đương đầu với căn bệnh quái ác. Ai nấy đều không thể kìm lòng trước hoàn cảnh đáng thương của nữ diễn viên. Anh em nghệ sĩ đang cùng nhau huy động quyên góp để sát cánh cùng Mai Phương vượt qua giai đoạn khó khăn này. Điều duy nhất Mai Phương cần lúc này là phải thật mạnh mẽ, vì rất nhiều khán giả ngoài kia vẫn luôn mong một ngày cô trở lại trên sóng truyền hình,
con gái cô vẫn luôn cần mẹ mạnh mẽ để là chỗ dựa tinh thần trong Mai Phương vẫn luôn làm trọn vẹn suốt nhiều năm qua.